sẵn một bức tranh, một quả cà chua nhưng có mắt, mũi, tay, chân, miệng, nhìn rất là cute này. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho quả cà chua này bằng cái bút chì màu nhé. Hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho bức tranh này. Quả cà chua này sẽ được mình tô màu hồng với màu đỏ và cái bút chì màu đỏ này. Quả cà chua này khá là rộng nên là mình sẽ tô hơi lâu một chút nhá. Phía trên thêm một ít màu nâu cho phần thank you.
Và bức tranh về một quả cà chua có tay chân mắt miệng này đã được mình tô